Có lẽ đã đến lúc quý vị nên kiểm tra những tờ 2 đô la mà quý vị đang cất giữ trong nhà. Bởi vì nhiều tờ tiền 2 đô la nhưng giá trị thực của nó có thể lên đến hàng ngàn đô la. Được in lần đầu tiên là vào năm 1862 thì tờ 2 đô la rất khó tìm, chủ yếu là do chúng hiếm khi được sử dụng trên thị trường. Theo Bộ Tài chánh Hoa Kỳ thì đã có một số phiên bản của tờ 2 đô la mà phiên bản gần đây nhất là được thiết kế vào năm 1963, tức là cách đây đã 60 năm. Một số phiên bản của tờ 2 đô la thì có chân dung của ông Alexander Hamilton, tức là Bộ trưởng Tài chánh đầu tiên của Mỹ. Theo Cục Khắc và In ứng của Bộ Tài chánh Hoa Kỳ, thì một thiết kế mới hơn cho tờ 2 đô la đã được làm lại vào năm 1869 và đưa hình của Tổng thống Thomas Jefferson vào cái tờ tiền này. Tùy thuộc vào phiên bản tờ tiền mà quý vị có thì nó có thể có giá trị nhiều hơn so với chỉ 2 đô la được in ở mặt trước và mặt sau của tờ giấy bạc. Theo dịch vụ đấu giá trực tuyến US Money Auction thì nếu tờ tiền 2 đô la này được in trước năm 1976 thì tờ tiền đó thực sự có giá trị lên đến 4.500 đô la. Tuy nhiên, ngay cả với những tờ tiền được in cùng năm, thì các phiên bản khác nhau vẫn có giá trị khác nhau đối với người sưu tập. Những tờ tiền mới hơn như là tờ tiền được in vào năm 2003 có thể có giá trị đáng kể. Theo Heritage Auction, thì nhà đấu giá số tiền lớn nhất thế giới thì một tờ 2 đô la gần đây đã được bán trong một cuộc đấu giá với giá là 2.400 đô la. Nhà đấu giá Heritage Ocean cho biết là tờ tiền có số series rất thấp đối với loạt series in năm, 1000, in năm 2003. Tờ tiền này uh, sau đó được bán lại với giá là 4.000 đô la. Một trong những yếu tố chính để quyết định giá trị của tờ tiền là liệu nó có được lưu hành hay không. Theo các cuộc đấu giá tiền tệ của Hoa Kỳ thì những tờ 2 đô la không được lưu hành có dấu màu đỏ hoặc màu nâu có thể được bán hàng ngàn đô la. Ví dụ như tờ 2 đô la thuộc dòng 1890 không được lưu hành có dấu màu nâu thì có giá trị ít nhất là 4.500 đô la. Tờ 2 đô la được lưu hành có dấu đỏ có thể được bán với giá là 2.25 đô la cho đến 2.500 đô la. Chương trình giáo dục tiền tệ Hoa Kỳ cho biết là hiện nay có đến 1.2 tỷ tờ giấy bạc 2 đô la đang được lưu hành. Mặc dù tờ tiền này ít phổ biến hơn nhưng mà tờ 2 đô la vẫn được in ra. À, ví dụ như là có hơn 108 triệu tờ 2 đồng được lưu hành vào năm 2022. Và vì tờ tiền 2 đô la vẫn là hợp pháp nên bạn vẫn có thể nhận chúng từ ngân hàng. Mặc dù là tờ tiền đó được in vào năm 1976. Và dù rằng những tờ 2 đô la được mua bán với giá lên đến nhiều ngàn đô la, nhưng vì chúng vẫn đang được lưu hành nên hầu hết các tờ 2 đô la đều có giá trị chính xác là 2 đô la, không hơn không kém. À, cơ quan ngân khố Hoa Kỳ cho biết là bất kỳ tờ 2 đô la nào có niên đại từ năm 1976 à đã được lưu hành và mọi phiên bản chưa được lưu hành kể từ năm 2003 thì đều chỉ có giá trị theo mệnh giá của chúng. Riêng tờ 2 đô la chưa được lưu hành từ năm 1976 đến năm 2003 thì có giá trị ước tính là từ 2.25 đô la cho đến 500 đô la. À, như vậy thì dịch vụ Uh, phân loại tiền xu chuyên nghiệp giải thích nếu như tờ 2 đô la của bạn mà tương đối mới và không có dấu hiệu gì đặc biệt không có sai sót hoặc không có bất kỳ dấu hiệu kỳ lạ nào khác thì nó có thể không có giá trị gì khác ngoài giá trị 2 đô la chỉ có những tờ tiền mà quý vị nhìn thấy nó có một cái dấu hiệu gì đó nó khác khác lạ thì tờ tiền đó có thể lên đến hàng ngàn đô la